Cái mộ của thầy Minh Thiện cả nhà, đó là cả nhà ơi. Rồi đi qua đi. Mình đứng canh chị Ron rồi đi cô chú anh chị. Bữa nay chị xuống thấy lạ không? Chị, bữa nay xuống mắt cái đạp thấy lạ không? À, thấy lạ không? Ông không chỗ nào luôn. Hôm nay chị đi được 3 lần nữa chị. Mới hôm qua chị. Tôi hết chỗ đứng này em biết nè. Ở đây có cây cao. Giảng giảng ra anh em là có đẹp quay điện hết sát 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 vô là quay. Đem bánh trung thu lên với lại trái cây cho chú anh chị. Sắp chung vô đó đi, sắp chung vô đó. Dính dính dính. Dính cái trực tiếp về. Dính hả? Dính này chống. Cái thanh long màu vàng. Trùng rừng thanh long nó còn lại thanh long vàng. Nam ấy, nem dính đông vui quá. Chung cứ thôi. Chung chung ở đâu? Kẻ mà chắc chết. Điều ngon như nãy. Đứng hấp nghe thầy hai cô chú chị. Hồi nãy chị xuống xóm là gặp người nhà ở đây rồi chị. Hồi nãy người nhà cũng của chị Long thì thấy mỗi lần có xuống thăm mộ bà. Đến thăm mộ riêng thầy. Là chưa mộ riêng. Tự nhiên là sẽ gặp. Ừ, hôm nay anh em chị Long Long ơi, chị Long Long bữa nào đi gặp thầy Minh Tệ bữa đi. Hả? Bữa nào đi gặp thầy Minh Tệ bữa đi. Ở đâu à? Cái không, bữa với trai còn không bữa nào cũng thầy Minh Tệ gì gặp về. Trời ơi, trời thôi thầy để thầy. Để thầy. Để thầy. Nói cho bị nghiệp quạt liền khó quá trời luôn. Nói cho bị nghiệp quạt. Không ấy em ấy là chị đi nhanh Nha Trang gặp thầy á để cúng dường á chứ không phải là thầy đâu có nhận cúng dường đánh lễ với thầy đâu có nhận cúng dường đâu thầy đánh lễ thôi thầy đâu có nhận cúng dường sao không nhận nhận ăn một bữa à nam mô Di Đà Phật thầy dùng đi thầy. Con xin lỗi thầy, bữa trưa đó gặp thầy tưởng thầy mệt. Thầy ngồi thôi tưởng thầy mệt. Nhưng mà không ngờ là bữa đó gặp với thầy, thầy là cuối. Bữa trưa đi ngang có đang ngồi gặp thầy bữa đó. Chú Tiểu. Hết chưa? Giấy là lâu đủ 10 phút rồi lâu rồi. Tháng này vậy là không có nhìn được cười luôn bà con. Quá trời quá đất tháng. Thầy cũng cười luôn nói nhồi quá làm thầy vui. Tại của chị kìa. Dù sao thầy cũng về có Phật là thầy ở trên nhìn xuống thì cũng phù hộ độ trì cho các anh em mình thôi. Không sao cả. Trong cái kiếp của thầy đã về với Phật rồi. Năm nay vắng hơn năm rồi. Dạ, vắng hơn. Biết sao không? Năm ngoái mình nó tổ chức ở đây. Năm rồi là có... Lâu rồi mọi người, tổ chức cho mình hả chị? Bữa này có chuyện là có chị Tinh nè. Có chị Ly đến nhiều tí á. Chị Phổ Huynh xem miễn không bự. Rồi bà con đến xem chương trình nha. Để mua gì đó. Bữa thấy chị ở ngoài chánh Phú Hòa đây. Chỗ chị phát gạo á. Em thấy chị. Thấy đâu à? Chị đặt lên. Thấy chị đâu? Thấy em chỉ thấy gì vậy? Thấy chị trên TV á. Cháu ha.
làm sao mà né tránh được cái camera của tụi em chứ không né tránh được camera của Phật tử đâu. Không phải là người ta, trời ơi bà ơi. Đừng la. Mọi người ở trong đây, bà con ở đây. Nãy chị xuống xóm mà em mới chạy lên làm mấy cô đi la, chắc đi la hoài hoài đó. Hồi lễ Du Lan quá. Dạ cô. Con về thầy anh. Về cô chú anh chị ơi, 5 phút về chạy. Đi. Hôm nay bán hàng kỹ nào chị Long? Đang đứng lại 5 phút đi chị Long. Đứng lại cho mát 5 phút đi cho đủ 10 phút chị Long. Thôi, tại có đám của họ mang vàng mày phút không? Nè, mới cái 5 phút. Chưa 2 phút đâu, cái đứng lại nữa. Cái bốt à, à. Đi hỏi chị Long. Cái tình hình mà bán bánh trung thu năm nay á, nó được gấp đôi năm ngoái không chị Long? Tới hết tháng trung thu thì mới biết được. Còn giờ thì lai gai bà con cô bác ủng hộ là vui rồi. Nhưng mà bánh trung thu của chị Hồng Loan rất là ngon quý cô chú anh chị. Tại vì năm ngoái chị Hồng Loan biếu em á, cho nên gia đình em ăn nhất cả đời luôn, cho nên không biết năm nay. Cái gì mà nhắc nữa, không biết năm nay cái ngon hơn năm ngoái hay không. Để bán cho người ta, bán cho khán giả chứ không phải là mình ấy đâu, phải không? Thì 3 tháng 9 này thì có cái hội chợ. Hội chợ em sẽ bán quà ở đó cho mấy chị em ở đó là 200 phần bánh với lại 200 phần yến ở trong cái hội chợ đó cho các em ngục dạ. cho em nghèo đó. Chị có thể chia sẻ chút xíu về hội chợ Thủ Đức. Hội chợ Thủ Đức hả? Khác rộn rồi. Bữa 13 tháng 9. 13 tháng 9 này nè. Tháng sau lận ông ơi. Tháng sau. Bắt rồi bắt chưa? Chưa. Chưa hả? Bây giờ tháng mấy? Tháng 9 nó phát mà. Nhảy số lại. Nãy 8. Ừ. Có ở đâu chị là? Thủ Đức này nó hết trung Thủ Đức hả chị? Chị bỏ chị luôn rồi. Ê. Không ý là ở đâu quá. Phát đâu quá. Mấy ông đổ đời để chị nói, mấy ông dành ông nói hết, mấy ông làm như không? Không đi biết chị là quay mà cứ dành nó hết. Cái truyền hình gì mà nó phát lên là ở đâu cũng thấy hết. Chị hả chị? Có khán giả chụp hình với chị Loan ơi. Vậy là chưa có địa chỉ. Cụ hệ. Trừng là Trừng Chảo. VTV á. Trời ơi trời ơi. Trời ơi con gà. Đủ phút luôn. Gà xin hỏi nhớ không chụp cho chị. Chụp cho chị. Nè, chụp từ từ á, mình chụp nhanh quá không được. Ta đổi kiểu nữa hả? Kiểu quay đây. Không thấy cái mặt nữa. Mình quay luôn đi chị. Không được. Chụp nó dạ. Dạ, màu lắm rồi mới gặp chị Loan. Bị gì không nhà chưa được cái trời. Bấm vô cái camera cô ơi. Mình quay mấy ông kia đi. Mình quay dài đi mọi người ơi. 9 phút rồi, 8 phút rồi. Nó bị gì vậy? Nó bị. Rồi. Không có cho chụp hình với chị Loan rồi. Chụp hình đâu rồi, đâu có nào. Cái này là con tâm linh đó chị ơi. Bình thường á chị Loan ơi. Ủa để cho mình 8 phút, 9 phút. Nấu mấy đứa này thiệt chứ. Có dịp tụi bay hết bây giờ. Không được, chị chọn cái gì là chị luôn. Phải mua đó nó mới được có cái mặt luôn á. Thường là rồi, nói chụp luôn. Chụp cầm thường rồi chị ơi. Chị đi luôn, đẹp sẵn rồi. Ừ, em cũng biết này nữa. Chụp thường thôi. Hắt lên đi chị Loan, hắt lên thấy con. Đây. Ảo quá. Mới 2 phút à, còn 6 phút nữa. Rồi có ban nè. Vô đây để xem. Hỏi mấy anh em. Rồi chụp ảnh đi. Nó lên rồi mày anh Hùng với Lý Quyến nó lên nữa. Trời ơi. Mới có 2 phút mà. Chạy qua đây. Quay lại chụp hình nè. Quay qua đây nè. Chỗ này lát hồi mình phủ sống đó. Dạ chị muốn đẹp thì quay qua đây nè. Đừng quay qua kia, đẹp cho qua đây đó. Cỏ nóng nguy hiểm nha trời. Cỏ nóng quá đẹp luôn. Trời ơi đó. Ôi trời, ủa giờ sao ở đây về? Mới tới luôn hả? Tới về mất tiêu rồi. Quá vui rồi, quá vui rồi.
Nè, anh Ngọc chụp nè, anh Ngọc gửi cho. Nhìn sao mà hết đáng vậy? Tắt tắt nhạc, tắt nhạc. Tạm ơi, tắt nhạc đi chị. Rồi. Chị ơi. Đâu rồi, chưa. Vô. Trời quá rồi. Đó, tạm gà cắn. Chụp cho không có thấy hình đâu, chụp lại đi chị, chụp lại đi. Dạ mưa không có thấy cái cảnh nào đẹp như cảnh này luôn. Ông là nát hình ở trong đó rồi. Nãy giờ em chụp cái đây mà. Lấy cái mũ ra chị ơi. Nhỏ bé. Đó. Chị phía sau không thấy rồi kìa. Chị phía sau đứng ở đâu vậy? Chị phía sau phải không? Ủa, công chúa. Rồi ok rồi đó. Chị tin dữ trận. Rồi vô vậy bấm ngoài vậy trời. Sao mà vô không trả lời câu nào chứ vậy? Thôi mỗi người chị coi giùm cái vô chưa? Chắc vô vô gì hết rồi em chụp lại. Thôi không đẹp nha. Thôi không đẹp mình chụp lại chị, đưa đi. Biết sao không đẹp không? Tại vì không có chụp ngay chỗ mộng chú. Không đẹp gì. Mình chụp lại chỗ khác đi. Xuống. Tại sao phải lần xuống xuống làm nữ rồi. Phải luôn. Công chúa là tự nữ nè, công chúa. Rồi tay ai dài chọt đi. Ủa sao chị lo chỉ lùng chứ hả? Trời ơi, chị lo lùng chứ chị lo. Rồi, cảm ơn. Anh Hải đổ xe như hết dầu vậy luôn rồi. Rồi anh đổ 10 phút rồi vậy luôn rồi. Không à, anh đó. Mấy nay đâu, hồi sáng không thấy. Mai ông mai mới qua. Bác Tài hỏi về chưa? Ông Hải lại gặp chưa? Quay mời chị. Alo, chú gặp bả nha. Trời ơi, cái cảnh này biết quen, lát về gặp biết rồi. Ừ. Chú gặp bả. Để nó chạy chị quay qua đây nè, trời ơi. Rồi, trời ơi, chị Loan, chị Loan, nhìn tay cười chị Loan ơi. Chị biết không, cái đây có mấy triệu người xem đặng, còn bên đó có một người xem này. Giờ muốn một người xem. Tại vì nãy em ghé là chị mới đi phải dí theo kiếm chị đó. Trời ơi, dí theo luôn. Dí theo luôn. Rồi, cảm ơn nhiều nha mọi người. Chị mai chủ nhật chị có lên nữa không chị? Không, mai có công việc. Mai chủ nhật. Thứ hai chị lên nữa không chị? Chị. Thứ ba chị có lên không chị? Tao đếm nhiều thứ quá vậy. Trời ơi, về mậu đi, cô Sáu lên nhà dưới kìa. Mai chủ nhật chị lên. Mai chủ nhật có việc rồi. Ờ. Sáu cùng vợ tao. Trời ơi, lên chứ. Anh tại vì khán giả ngày nào cũng chị lên hình đó. Giữ đi, để nhanh đó để mai em live stream bán hàng lên hình liền. Rồi mai chị luôn live stream quý cô chú anh chị hãy vào xem. Tối nay nha cô. Tối nay 5 giờ chiều live đến 12 giờ đêm quý cô chú anh chị. Live mấy giờ luôn nói luôn. Dạ. 17 giờ, 19 giờ đúng không? 17 giờ đến 23 giờ chị ơi. 5 giờ đúng không? 5 giờ 17 giờ đến 23 giờ. 17 giờ đến 3 giờ. Sáng đó. Giỏ Hồng Loan official. Khuyến mãi sập sàn có không chị? Khuyến mãi sập sàn không? Khuyến mãi sập sàn không? Sập sàn. Mua 1 tặng 1 lấy tiền 2. Gì? Mua 1 tặng 1 lấy tiền 2. Đúng rồi, lấy tiền thứ 2. Rồi lấy tiền thứ 2 là tặng 3 luôn. Mà lấy tiền 4. Lấy tiền 4. Ông Vương có già, ông kêu cô Sáu lên mộ rồi chị, giờ sao? Thôi đi về, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi, chị Lô Sáu nay làm 17 giờ live stream tới 23 giờ. Bà làm một cạn mũ, cho một cái tiền ba. Trời ơi, sao chị chăm? Lên rồi, về chú. Mới lên giờ luôn.